Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay nhân dịp nghỉ lễ tôi lại mua về hai con chó săn. Đầu tiên xin giới thiệu với anh em về một con chó đực vàng. Con này thì chặng khoảng 15-16 cân, vừa mới lấy về từ tối hôm qua. Con này thì nó là thuộc dạng là chó đẹp rồi anh em nhé. Anh em xem nó ăn uống thì rất là khỏe, cơm chan tí nước rau thôi cũng ăn hết một bát tô luôn. Con này hiện tại đang khoảng 15 cân, nếu lên khoảng 16 cân là vừa, nhưng mà do thời tiết miền Bắc dạo này là cũng nắng nóng nên là chó cũng gầy gầy thôi thì dễ chơi hơn, nhiều con béo quá là đi sẽ mệt sớm. Anh em nhìn đầu thủ và tai con chó này thì rất là thích đấy. Đây, tên nó là Tít nhé. Đầu to, tai nhỏ, tai sò bé ti. Người thì cao dài, bốn chân không huyền đề và chân móng đẹp. Con này thì đuôi khóa trái. Con chó này thì về thì cũng thuần thôi, đi lại dắt xích ra ngoài thuần mà bắt sờ thoải mái. Đây, quay đằng sau cho anh em xem rõ hơn nhé. Đuôi khóa trái, vành lỗ đít to, bi cà đầy đủ. Này, chế độ ăn uống thì rất là tốt. Những con khác mà không ăn là nó ăn hết phần luôn. Con này cũng thuộc dạng là rất là khỏe chó đấy. Quên lại, vẫn còn cái dây chạc họ buộc ở cổ mà còn chưa cởi ra. Con chó này quay lên thì chắc hẳn là nhiều anh em cũng đã nhận ra rồi, thì con chó này chủ cũ của nó cũng đăng trên hội chó săn xứ Lạng mấy lần rồi. Chó này mua về nhà tính là 4,5 triệu anh em ạ. Khả năng đi săn của con này thì nó là hàng săn đa năng, từ cầy cáo sóc đến hoãng. Đấy, chủ nó dự kiến là bán con này khoảng 5 triệu, về sau mình trả giống 4,5 triệu, vừa mới sáng nay mới chuyển tiền cho. Con chó này thì rất là chịu khó nhé, thả ra là đi săn luôn, rất là siêng. Con này thì lưỡi đốm nhiều, một răng nanh ở bên phải phía dưới gãy một tí đầu, đó là hay đi cắn. Con này thì nó cũng thuộc dạng là những con chó đẹp rồi, vì người nó cao dài và nó lại được cặp tai sò nữa. Con này về thích hợp cho anh em đi săn cái hàng thú to là hợp lý hơn, vì con này nó lên đồi nó đi xa, đi rộng và nó rất là chịu khó. Chặng cứ khoảng 15-16 cân như này. Chân tay thẳng. Chó đi rừng nhiều thì nó cũng không béo lắm đâu, nó phải gầy gầy như này. Trong cái thời điều kiện thời tiết nắng nóng thì nó phải gầy gầy như này được. Với con này thì nó cũng dễ thuần thôi, về chắc khoảng độ 3 đến 4 ngày là cho đi săn được. Cái con chó này nó cũng rất là lì nhá anh em nhé, nó không phải là cái dạng nhút nhát đâu. Nên nếu anh em nào mà thích đi săn hoẵng hoặc săn lợn ấy thì anh em nên lấy những con này về. Tầm này thì nó cũng chưa giỏi mấy đâu, chó nó cũng tầm độ 2 tuổi thôi. Nó con này anh em về mang đi săn là sẽ càng săn càng lên. Dạo này khoảng độ 1 tháng gần đây là bắt được rất nhiều chó đẹp,
và toàn những con là chơi có thành tích rồi. Bởi vì anh em biết, bởi vì anh em biết dạo này vì sao họ bán rất nhiều chó săn cầy, nhiều chó săn hoãng không? Nhiều người người ta tìm chó săn rắn. Mùa này săn rắn là đang kinh tế. Cho nên là người ta muốn bán vợ những con chó này đi, người ta mua những con khác. Mà mùa này thì tìm chó săn rắn thì đắt lắm. Tôi đi mua vài hôm mới mua được một con thôi. Mà đi tuyển chọn rất nhiều con mới mua được một con. Bởi vì thực tế là nhiều anh em đi mua một con chó về để mình đi săn thôi. Đã mua đến vài con không được rồi. Mà tôi mua về còn phải bán cho anh em nữa. Thì nó lại khó hơn nhiều. Chó nhìn dài đòn này, đẹp này cơ mà. Con này đúng lên một cân thịt nữa thì không thể chê được. Con này thì rắn nó gặp thì nó cũng sủa tí thôi. Còn nó cũng không chuyên về rắn. Như từ sóc đến cầy cáo. Đến anh em nào mang đi săn lợn hoãng được thì hoãng nó cũng được đuổi rồi. Tên nó là Tít nhá. Anh em nào chốt được con này thì mình lấy giá là 5 triệu rưỡi bao lồng cho anh em. Thì tính ra là chính xác là cả cước xe là con này là 4 triệu 6 về nhà. Thì bán cho anh em là 5 triệu rưỡi bao lồng. Cái lồng là mất 200 rồi. Thì con không phải mua con chó về lãi mấy triệu đâu. Mà kể cả lãi mấy triệu thì cũng chẳng vấn đề gì cả. Nó tùy theo. Để tôi đi mua chó thế, tôi có quan trọng là anh em đi mua hay đi xin hay đi đâu đâu. Anh em mua 1 triệu anh em bán 5 triệu cũng được. Anh em mua 5 triệu anh em bán 3 triệu cũng được. Quan trọng là con chó nó như thế nào thôi. Còn con chó này về nhà thành 4 triệu 6 cả cước. Bán cho anh em là 5 triệu rưỡi là bao lồng. Kiếm vài trăm nghìn thôi. Anh em nào lấy được thì alo lại nhé. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 này thì xe có thể nó sẽ hơi đông và xe sẽ rất đông người và nhiều hàng. Mà mấy hôm nay thì thời tiết đang rất là nắng nóng cho nên là gửi xe nó cũng hơi nguy hiểm một chút. Cũng có thể là sẽ chờ đến dịp qua 30 tháng 4 này, xe nó ít người ít hàng và thời tiết nó mát thì sẽ gửi cho anh em được. Đó là với những trường hợp anh em ở xa miền Trung miền Nam. Còn với những anh em ở gần miền Bắc đây thì một vài tiếng thì thoải mái, bởi vì xe cộ bây giờ nó cũng toàn là mình cũng gửi nhiều rồi nhưng mà cũng chưa có con chó nào vấn đề gì đâu, chẳng qua là mình cứ cẩn thận thôi, cẩn thận cho cả hai bên. Còn quan điểm bán hàng của tôi thì anh em nào cứ chuyển tiền là chó lên xe nhá. Còn anh em nào mà bảo nhận tiền mang chó về nhà rồi với chuyển tiền thì xin phép anh em là tôi không giao dịch với kiểu như thế. Còn anh em nào tin tưởng được thì vào việc, còn không tin tưởng anh em có thể bỏ qua, vô tư. Và sau đây giới thiệu với anh em một con chó cái tơ thứ hai nhá, cũng ở gần nhà. Anh em nào mà lấy được thì sẽ đi bắt về luôn. Đây là một con chó cái anh em ạ. Con chó này cho em mua về để săn rắn nhưng mà nó lại không ham rắn nữa. Và bây giờ cứ thả ra là ra ruộng tìm chuột. Chó cái, con này có được khoảng 11, 12 cân không? 11 cân. Chắc tầm 11 cân nhỉ? Yeah. Chân một tí huyền đề đơn, đốm lưỡi, tai dày. Bây giờ cứ thả ra là lúc nào cũng đi tìm chuột à? Đi, nó cũng đi linh tinh. Thay đổi chim. Chim bim bip, gà rừng là đuổi rồi. Hôm ở nhà nó chả đuổi có mèo, có con này không nhỉ? Nói chung là theo 7-2 lần rồi. Ừ. Con là nó hơi nhát. Hơi nhát chó. Chẳng qua là chủ nó không đưa đi từ bé. Còn vào bầy vào đàn thì vẫn, nếu mà anh em đi ít thì vẫn đi được. Đi từ nhà cùng nhau đi không đi. Nói chung là đây vào 7-2-3 lần. Ừ. Ba, ba, ba.
cứ thả là ra ruộng suốt à? Tí thả phát về tí lại rất nhiều. À. Ra ruộng. Đi nô đi nghịch ngoài đấy. Ờ, không mà nhà anh xem rồi nhưng mà không chủ nó đòi cao quá mình nó bắt được. Con đực vẫn còn nhỉ? Con đực nhà họ nhỉ? Nếu mà trong ba con đấy thì cái con chân mà hơi tập tễnh con đấy hay. Con này nhan nhất à? Nhan nhất. Con này người đẹp này. Đẹp anh em mà thích bắt con này về nuôi được. Con này chẳng qua là nó không săn rắn thôi. Thế mà hôm đi mua không thử rắn. Anh đi mua chó ở xa quá không thử được, phải chịu ở gần gần đây. Con này không 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 nhát lắm đâu. Nhát lắm đâu mà. Chẳng qua là nó cứ thả ra là mình muốn kiểu mình muốn xích nó. Con này về cũng chịu 3 hôm chắc cho đi được, chó non này. Mình cứ kiểu nó sợ lại người lạ. Con này chân móng đẹp chứ. Con này mỗi tí hơn đề. Vấn đề đơn thôi. Đuôi đẹp, con này đuôi đẹp. Người con này nó nhìn nó chắc chắn. Anh em nào mang về đi săn sóc ở rừng săn chồn được. Săn chuột. Không săn rắn, toàn săn chuột. Nhà Thành nó cũng bảo vào bà, em bán con tưởng nó bán con hay hay, nó bán con săn rắn em không bán, mấy con săn săn cờ con kia ham không ham rắn nên là nó mới bán cũng như con này. Mùa này ông nào cũng tìm chó săn rắn. Chó săn cầy anh em bán hết. Anh em nào thích con cái này về nuôi được. Chó nhìn đẹp là rẻ tiền thôi. Về đi săn chuột, săn chim, gà rừng, săn sóc, săn chồn, cây mèo cũng đuổi đấy. Chó chưa được 1 tuổi chưa đẻ nữa nào. Thì 1-12 cân gì đấy. Như vậy là tôi vừa mới giới thiệu với quý vị về hai con chó săn trong video ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thích con nào thì alo lại cho tôi sớm nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.